Ngồi phóng lên mình luôn á. Xém bị đông rồi. Wow, càng xanh luôn nha, càng xanh lẹ luôn. Chào mọi người đã quay lại với kênh Thái Không Hài nha. Thì hôm nay mấy anh em mình đi bắt cá mọi người ơi. Ở đây thì vuông người ta tát nước ra rồi, người ta bắt tôm càng xong hết rồi. Thì giờ còn cá sót lại á. Giờ thì mấy anh em mình hôm nay có mình với thằng Huy với thằng Phát, ba anh em mình sẽ đi bắt cá nha. Trời cũng sắp mưa tới nữa, không biết hôm nay bắt được cái gì không nữa. Thì giờ có gì mọi người cùng đi theo anh em mình nha. Mấy anh em mình đang chuẩn bị xuống dưới đó để bắt cá nha cả nhà. Mà tự nhiên đang chuẩn bị xuống bắt cá mà giờ mưa quá rồi, hồi không biết sao bắt được. Giờ mấy anh em mình chờ cho nó tạnh mưa rồi mấy anh em mình sẽ lội xuống dưới đó bắt nha. Mưa kiểu này thất bại luôn rồi cả nhà ơi. Càng xanh luôn nha, càng xanh lẹ luôn. Cái bìa này mấy hôm trước người ta đã bắt tôm qua rồi, bây giờ chỉ còn để sót lại mấy tôm còn trong cảnh. Coi chừng cây nghe em Phát ơi, này cây dữ trời. Wow, nguyên cây luôn cả nhà. Wow, quỳ dính được con rồi nè. Bắt dính dở lên cho camera rồi ghi lại quỳ. Tại là do là mấy anh em mình là bắt mấy cái tôm cù, tôm cặn của người ta bắt sót cả nhà. Mấy anh em mình xin xuống đây để bắt lại nên là không có được nhiều nha. Nó có cá. Đang chạy à. Nó chạy tiêu rồi. Ngồi phóng lên mình luôn á. Xém bị đông rồi. Rồi luôn. Ê, còn. Này cả nhà. Ngồi xem con cá phi nè. To ghê chưa. Nè, kiếm được 1 ký tôm chắc mừng lắm ta. Hôm nay là chủ nhật nha cả nhà, nên thằng Quỳ được nghỉ với thằng Phát được nghỉ. Mấy anh em mình lại tiếp tục đi quay phim nha, chứ còn mấy ngày bình thường mấy đứa nó bắt đi học hết rồi, mấy anh em mình không có quay được.
trái dừa. Trái dừa mà tưởng nó con cá gì to lắm rồi. Nước hồi sớm thì nước nó cũng còn hơi cạn nha cả nhà. Từ khi mưa xuống một cái giờ nước ngập lên láng hết trơn, mấy anh em mình bắt nó hơi bị khó. Giờ quơ tay mà gần tới con cá hay là con tôm là nó chạy mất tiêu rồi. Giờ có hên rồi bắt ngay mấy. Ô, hên thiệt. Vừa nói giờ có hên bắt ngay mấy con tôm bị ngu. Này dính nguyên con tôm luôn cả nhà. Ồ, sớm giờ mấy anh em mình được 4 con tôm rồi đó nha. Cá hay gì quê. Ui gì vậy. Ui ui gì mà nó ủi vô cái giò ta. Thùng này nó cứ trôi á, mất tiêu rồi. Mới ủi vô cái giò con cá gì không. Người xem quỳ lúng quá nè. Ô đây có cá quỳ ơi, cá nha. Đó đó. Chạy đi đâu. Ui đây quá quá gọi luôn rồi. Còn không rồi chạy luôn rồi. Nước sâu quá cả nhà mình ơi, nước sâu quá. Mày ơi nghe ôi. Wow nhà con cá phi nè, to ghê chưa. Bên này có nhánh chùm ruột nữa kìa nha. Lâu lâu ai đi xa mà thèm chùm ruột mà không có ăn. Ở đây có mà nó rụng nhóc chứ. Ở nhà xem nè, sớm giờ mấy anh em mình mò xương xương được nhiêu đây nè cả nhà. Đó. Ồ, quỳ dính con cá phi kìa. Ê, con tôm kìa. Bún nhân sình trong miệng luôn cả nhà. Ủa, đây cá phi nữa nè. Ở đây. Đây làm như là cái chỗ trú ngụ của tôi nói vậy. Cứ quanh quẩn đâu đây không à. Chắc hết rồi cả nhà. Hồi lúc mấy anh em mình chuẩn bị xuống quay á là nước cũng cạn lắm, mà do vừa chuẩn bị xuống cái mưa kéo tới. Mưa to quá, giờ nước lên láng lên nữa cả nhà. Nước ngập lên láng hết trơn. Bởi vì giờ mấy anh em mình khó bắt. Lại là trái dừa. Ơi. Cá nó lội quá trời luôn nha mọi người. Bên đây là như cạn quá. Không có thấy được. Không biết trên này có cá lóc không ta. Đây có cái lỗ nè con. Ui. Không có gì hết. Vừa thối gùm luôn. Tưởng đâu cá lóc nó làm ổ trên đó mà. Lên mòi nghe chứ vừa thú quắc. Tình hình này chắc mấy anh em mình mò quanh một vòng xong mấy anh em mình sẽ quay lại đổ cái lú nha cả nhà mình ơi. Cái đìa này hôm trước tôm nhiều lắm nha cả nhà. Mà giờ người ta bắt á. Người ta bắt xong hết rồi. Giờ anh em mình chỉ
kiểu coi lại còn sót được con gì thì mấy anh em mình hút con đó thôi. Mời đẹp. Nếu mà bắt nhiều chắc cũng không có nhiều. Wow, chín rồi cả nhà. Wow, đây con cá phi nha. Cá phi này chắc là cá mái. Cả nhà xem. Wow. Ôi ôi ôi. Ôi, quậy quá. Không lẽ anh em mình không kiếm được một ký tôm sao? Ủa, vừa rụng luôn nghe nè. Hôm nay nghe bắt tôm, bắt tôm luộc nước dừa hay vừa rụng luôn. Trời cũng tạnh mưa nha nè. Sớm mấy anh em mình tưởng đâu là mưa to lắm nha. Mưa to là hôm nay chắc không quay được luôn. Ổn không Huy? Làm ăn ổn không Huy? Sao không thấy tôm gì chân Huy ơi? Sau một vòng lội quanh cái đìa này cả nhà, sau một vòng lội quanh cái đìa này thì mấy anh em mình chỉ thu nhập được có nhiêu đây thôi nha. Được có 5 con tôm càng với 5 con cá phi thôi. Ủa trời ơi, giờ chắc mấy anh em mình sẽ lội lại cái lú đó để đổ cái lú đó để xem coi trong đó nó có dính cái gì không nha. Chứ mò sớm giờ, hồi lúc tính mấy anh em mình tính mò thôi không có đặt lú đâu, nhưng mà mưa xuống nước lớn quá, giờ mò thì thôi thua rồi, thầm lú đi vậy. Sớm không biết có cụm miệng không, dòm từ chánh giữa dòm lại dính không. Chừng vô cái miệng nha Quy ơi. Cái đầu này được 2 con nha mọi người. Mưa tới nè. Cái đầu này mấy anh em mình được 2 con. Được 1 con cá phi với 1 con cá sặc với 1 con tôm. Để anh em mình coi cái đầu anh kia. Để anh em mình xem cái đầu này có dính được nhiều. Ở đây con cá phi thật. Wow. Đây con cá sặc nữa nha. Con cá sặc này mà kho tiêu một cái ăn cũng hơi bị hao cơm nha. Kho khô quá cả nhà. Cầm cái thùng dùm anh đi. Đổ đổ mà tới cái miệng, dột cái miệng cái là xong luôn nha cả nhà. Wow, con này ngon ta. Đó. Wow. Cái đầu này nhiều cá nha cả nhà. Cá to to không? Wow, cá phi. Cá này là toàn là cá tự nhiên thôi nha nhà. Ở đây người dân người ta nuôi tôm với nuôi cua không, không ai nuôi cá đâu. Còn cá này nó tự nhiên, nó tự lớn thôi nha. Giờ thì mấy anh em mình sẽ đem cái này vô để mà chiên xù, với còn tôm thì mấy anh em mình sẽ luộc nước dừa nha. Rồi giờ mấy anh em mình đi vô ha. Cầm cái thùng đi Quy. Thank you.
vô đi thôi.